Ui, con trống đẹp quá anh em ạ. Đây nha anh em. Dính đó. Hiếu đang về ngang đường. Đây là ngang đèo. Thì Hiếu gặp một con, nó hót giọng tốt quá. Hiếu dừng lại, Hiếu đắn luôn. Con này có giọng hót cực tốt luôn anh em ạ. Vẫn còn một con nữa đang hót ở bên này. Để Hiếu chăn thủ, Hiếu đắn luôn nha anh em nhé. Đây là chiến binh mang mẹ số 323 của chúng ta nha anh em. Chim ở đây nó cực kỳ sung luôn anh em ạ. Bây giờ mình không, mình đánh ở ngay lề đường á. Cái đường nhựa này nó không có cái chỗ để cắm máy quay, cho nên là mình ngồi mình cầm máy mình quay trực tiếp. Anh em xem là nó sẽ bị mờ tại vì mình zoom xa quá. Mà chim mồi cứ hót là nó về thôi. Con này có giọng hót cực tốt luôn. Giờ mình sẽ ngồi mình quay cho anh em xem nhé. Anh em xem xa nó bị mờ, anh em thông cảm nhé. Ôi, con này chơi tốt lắm anh em ạ. Nó đậu ở đâu trong bụi á, mình không nhìn thấy nó. Mà mình nghe cái miệng nó lia 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 lia. À kìa kìa, nó ra rồi. Thấy nó rồi. Nhanh đi con ơi, tối rồi. Cái thế ngay lề đường này khó đánh lắm. Ôi, quay dạng nhiều. Mình ngồi đây không biết nó có sợ không anh em nhỉ? Đó, nó muốn ra mà lại có xe tới thì nó lại bay vô. Đánh như vậy bao giờ mới dính được con chim cả. Anh em nghe cái miệng nó chơi đã không? Tía lìa rồi. Có chim hay mà lại không có thế để đánh. Chém ghê luôn. Bắt buộc phải đánh ở cái thế xét đường. Bắt đầu nó về nó đấu rồi nha. Có xe đi qua nó lại bay lên. Con này hot hay quá. Con này mà có thế đánh nó thì sướng biết mấy. Tìm cái thế ngon lành mà đánh thì đã lắm. Để mình sẽ dời cái lồng mình vào trong góc nó một chút. Sát vào trong bụi. Để đi dính cả trống cả mái đi.
con này nó đã tẹp như vậy bao đời có dính được nó trời. Hy vọng cho nó dính sớm đi anh em ơi. Xe máy lên rồi, ngay đầu lòng thôi. Mẹ đi con, chắc có lẽ clip nó tối rồi anh em không nhìn thấy gì đúng không? Để mình sẽ về mình chỉnh cho nó sáng lên. Dính con mái rồi anh em ạ. Còn con trống chưa dính. Con mái dính một bên rồi. Bên kia không biết còn không hay sập luôn rồi không biết. Lại chuẩn bị lập kỷ lục Việt Nam bẫy chim đêm nữa là anh em ạ. Lập lại kỷ lục lần hai nó lại về nữa này đã. Tối mình chán nhìn thấy gì nữa anh em ạ. Nó vẫn đang tẹp nó đé rồi, thấy nó rồi. Mồi alpha không hót câu nào nữa luôn rồi.
Trời ơi, bé kiểu gì bé, tẹt hoài mày. Rồi, dính rồi anh em ơi. Đây anh em ơi, tối quá tối rồi, xe phải bật bật điện chạy rồi kìa. Nhưng mà mình bây giờ mình mới bắt được nó đây, tóm được cả hai vợ chồng luôn. Đây, đây là cặp chống mái zin rừng, mang mã số là 324. 324. Thôi, con trống này có giọng hót cực kỳ tốt luôn. Zin màu alpha có vẻ hoàng, tối soi đèn có vẻ hoàng anh em ạ. Để bây giờ mình sẽ bắt nó bỏ vô túi anh em nhé. Tối quá rồi,